Rồi, bây giờ mình giải câu số 44. Students are forbidden to bring their phones into the exam room. Đúng không? Ok, mắng một xíu nhé. Chúng ta đang có chữ are đúng không? Là động từ to be ở hiện tại đơn. Vì rõ ràng câu C, mình có cái chữ were là nó sai thì rồi. Vì mình bỏ câu C. Là một đối thủ. Alright. Tiếp, ở đây còn một ít từ vựng nên mình sẽ có cái chữ forbidden ở đây. Có nghĩa là cấm. Được chưa? Rồi bây giờ đáp án A, B với lại D sẽ thấy là câu nào nó cũng sẽ có chữ no, no, no. Có nghĩa là không đúng không? Rồi mình sẽ có prohibited ở đây. Nó cũng có nghĩa là cấm. Được chưa? Vậy là không cấm. Vậy là sai rồi. Đúng không? Rồi tiếp tục tương tự mình sẽ có no prohibited luôn. Cũng nghĩa là không cấm. Vậy là bỏ A với lại bỏ D. Vậy rõ ràng chúng ta sẽ chỉ còn câu của B mà thôi. Có nghĩa là no permitted. Có nghĩa là không cho phép. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ coi câu này. Học sinh thì bị cấm, được chưa? Là không được phép mang điện thoại vào trong phòng thi. Alright.